Lời nguyện của người mẹ Có lẽ do thiện duyên túc thế chính mùi, năm 1991, dù không có bất kỳ ngoại duyên nào gây ảnh hưởng, tôi đột nhiên phát khởi ước muốn quy y mãnh liệt. Đối với lục đạo luân hồi phát sinh niềm tin, biết cẩn trọng kiên dè. Nhưng lúc đó tôi chưa hiểu Phật Pháp nên chỉ tạo công đức hạn hẹp bên ngoài nhưng cũng thu hoạch được sự che chở hộ trì. Tôi thừa nhận tha lực có tồn tại. Hồi ấy tôi chỉ mới đọc hai cuốn Giác Hải Từ Hàng và Lễ Kính Phật Đà, nhưng cũng hiểu được Phật Pháp thù thắng, có thể hướng dẫn chúng sinh tu thoát liên luân hồi, có thể biến tử vong thành một sự việc nhẹ nhàng thoải mái. Điều này khiến tôi cảm thấy quan hỷ như vừa gặp Bảo Châu tuy tôi sinh tại vùng trung tâm nhưng xem ra cũng giống như ở biên địa vì tính chúng chung quanh tôi rất ít các bậc thiện tri thức chánh tính lại càng khó tìm hiếm thấy đối với đa số người thì chuyện tinh phật chỉ là tìm đến chùa thỉnh tượng phật về thờ và tu hành nghĩa là chỉ cần dân hương lễ bái trước ngày mà thôi lúc đó tuy tôi tìm hiểu đạo qua sách kinh từ học lễ phật và tụng niệm thời nghi thức giảng đơn. Xong có lúc cũng chí thành tụng mấy ngày, nhưng đối với lý nhân quả luân hồi và vô thường dân dân của Phật giáo, thì tôi chưa có tính giải chân chính, nên vẫn làm giống như bao kẻ. Bình thường không nhiễu khương, chỉ khi gặp chuyện bất như ý thì mới dội đến ôm chân Phật. Người thế gian tạo tác thiên sai dạng biệt, nên quả báo cũng trổ muôn kiểu bất đồng mà đạo diễn cuộc nhân sinh bi hoang ly hợp này lại chính là bản thân mỗi người. Thế nhưng phàm phu khiếm ai chịu tu, cứ để mình nổi trôi trong biển nghiệp, mặc tình, mệnh vận cuồng phong đưa đẩy. Đêm giao thừa chuẩn bị đón cái Tết năm 1996. Như thường lệ, tôi thắp ba cây khương cầu chư Phật Bồ Tát che chở gia đình bình an các tường. Theo thói quen, Tôi khai nhìn theo khói hương lan tỏa mà dự đoán kiết khung cho năm mới. Nhưng kết quả lần này đã khiến tôi giật mình cả kinh. Vì thấy khương bay khiển thị điềm đại khung. Đương nhiên tôi chẳng muốn tin đây là thật, nhưng cũng chẳng dám xem thường. Thế là trong trạng thái hoang mang, tôi lại đốt hương, niệm hương, lệ bái sám hối, cầu chư Phật Bồ Tát tự bi gia hộ giải trừ tai nạn. Có lẽ nhờ tôi chí thành nên đã được cảm ứng. Lần này thấy Khương bay xuất hiện điềm tiêu tai. Tôi liền cấp tốc nhiễu Khương cảm tạ. Khi tôi đốt tiếp cây Khương thứ ba, lúc lễ bái thì bỗng thở hắt ra một hơi dài. Tôi chẳng thể ngờ được là không bao lâu mình sẽ phải đối diện với cuộc chia tay não lòng. Và nhờ đây nếm qua lịch trình từ bi cứu độ của chư Phật Bồ Tát. Trong những ngày tháng sau đó, tôi luôn để ý xem có điểm gì bất tường hiện ra hay không. Mấy ngày đầu xuân này, ông xã tôi bản tính vốn trầm mặt cẩn ngôn, đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường. Ông làm giống như gia đình thuở giờ chưa có cảnh xung hợp, nên cứ lãi nhãi, nói hoài về niềm hạnh phúc đoàn viên, và cứ nhấn mạnh mấy cụm từ xung họp đoàn viên. Còn tôi trải lại trong lòng, có cảm giác hết sức tồi tệ. Mỗi lần nghe đến mấy chữ đoàn viên thì thấy lòng càng thêm phiền muộn, khó chịu. Mồng một Tết, chồng tôi nổi khứng yêu cầu chụp hình toàn gia phúc. Trong dân gian có tập tục, hễ trong gia đình phát sinh những việc trọng đại như tân hôn, mới sinh con hay người già không còn trụ thế lâu nữa, thì sẽ cho chụp hình toàn gia phúc. Nếu xem thường toàn gia phúc, ắt sẽ bị cho là điềm không cắt tường tôi lúc đó đối với hành động kỳ cục này của chồng bỗng phát sinh phản cảm vì cho rằng không có nguyên nhân gì chính đáng để tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh nên tôi một mực từ chối viện cớ là mình không hợp chụp ảnh do vậy mà tấm hình này thiếu mặt tôi nên không thể trở thành hình toàn gia phúc được tiết xuân qua rồi trong lòng tôi vẫn còn bất an buồn lo vô cớ bởi tôi cứ có cảm giác như đại họa sắp sửa dán xuống đầu vậy. Lúc này con gái duy nhất của tôi đang học lớp 3, trường ở cách nhà chỉ một con đường. Vào đó tôi đi làm, gặp lúc công việc bề bộn nên từ khi con gái bắt đầu đi học là bé đã tập thói quen không có người đưa đón. Tan học thì bé về ở nhà một mình cũng là chuyện thường. Nhưng tiết xuân qua được mấy ngày thì tôi đột nhiên lo lắng cho sự an toàn của con lòng cư bồn chồn lo lắng mà không đoán được là sẽ phát sinh chuyện gì thế nên có lần trò chuyện với một đồng nghiệp của chồng tôi nghe kể anh quen một bà có tài tiên tri tôi liền thuyết phục chồng hãy cùng mình đi tới đó hy vọng có thể hỏi chuyện nhưng đến lúc gặp bà thầy tôi giống như bị một ngoại lực cực lớn che ám làm cho mê muội khiến tâm não trống rỗng Thậm chí toàn thân tôi còn phát run và quên hết mục đích mình đến đó để làm chi. Kết quả, tôi không hỏi được gì. Riêng chồng tôi sau khi ra về đã hậm hực phàn nàn, phát biểu rằng anh quá phản cảm với câu nói hết sức khó nghe của bà thầy. Tôi hỏi, "Bà ta đã nói gì?" Bà nói mình sẽ hao tổn số tiền lớn gì con. Tôi rất ngạc nhiên bởi có tôi đi cùng nhưng vì sao tôi hoàn toàn không nghe được câu nói này? Nếu như nghe được, chắc chắn tôi đã hỏi bà tới bến cho rõ ngọn nguồn mới thôi. Mồng 1 tháng 3, mưa gián mịt mù. Trong lòng tôi cũng u buồn như trời. Hôm đó, tôi quên hướng Phật thắp hương cầu nguyện. Có lẽ Phật từ bi không nở nhìn thấy tôi đại nạn sắp đến mà không hay biết. Vẫn là một phàm phu đáng thương chuyên thắp hương cầu sự gia hộ bên ngoài. Hôm qua, tôi đem tất cả đồ của con gái ra giặt sạch hết, rồi xếp gọn chất đóng trên sofa. Hành lý du lịch ngó bộ quá lớn. Có lẽ lúc đó tôi linh cảm con bé sẽ đi vào hành trình diệu viễn mù xa, chẳng biết bao giờ mới về. Đêm đến tôi mơ thấy ác mộng. Tôi ở tại một huyện lân cận và gặp phải cường tặc. Tôi bị chúng bao vây, vô phương chạy thoát. Tôi quay sang kêu con gái, hãy chạy thoát trước đi. Lúc đó nó quảng hốt nhìn tôi, ánh mắt bệnh rịnh không muốn đi. Ngó ánh mắt đáng thương của nó, mặc dù là trong mộng, nhưng tôi nhớ mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên. Thứ sáu, ngày mồng 2 tháng 3. Tôi đi làm như thường lệ. Thỉnh thoảng khi tôi không thể về nhà, phải hội họp đến hơn 12 giờ. Thường thì tôi nhờ nhà hàng xóm trong con hộ tôi nhưng hôm đó con gái tôi cư xử trái với lệ thường là nó cứ đứng mãi nơi trạm xe buýt, nhất định chờ tôi về và không chịu qua nhà hàng xóm ăn cơm. Tôi nhận được điện thoại liền trở về nhà, do làm cơm trưa không kịp nên tôi dẫn con đi đến một tiệm mà nó rất thích, kêu một tô mì và hai đĩa thức ăn. Thấy tóc nó dài che khuất cả mắt nên dùng cơm xong, tôi mua một cái lược cài gắn lên tóc nó rồi chúng tôi đồng về nhà. Đồng hồ trên tường lúc này bị chết máy, nên không biết là mấy giờ. Tôi ngồi xuống ngã lưng vào thành ghế nghỉ mệt. Khi con gái đến chào tôi đi học tiếp, tôi cũng không hồi đáp, cũng chẳng nhìn nó. Hoàn toàn không biết đó là lần chi ly vĩnh viễn. Chiều đó, tôi dẫn mấy kỳ giả đến trạm quả xa, ngành đón các vận động viên tham gia thi đấu trở về quả xa chưa vào trạm nên sân ga trông rất lạnh lẽo, khoan vắng. Tôi ngước nhìn trời, chỉ thấy mây đen tứ bề đang ùng ùng kéo tới, cuồn cuộn, cuộn bủa văng giống như có thiên quân dạng mã. Không bao lâu, mây tan về phía tây. Tôi thoáng cờ ý này trong đầu. Lại có ai được rước về thiên giới chăng? Trời mưa lất phất như nhỏ lệ, như thể vô phương nếu giữ mây lại, con gái tôi ra đi đúng vào thời khắc đó. Con gái tôi sau khi tan học rồi thì bị một tên 18 tuổi từng làm công cho em trai tôi, do hắn bất mãn em tôi nên tìm đến lừa dẫn con bé đi. Con bé kêu y là chú ca. Lúc này ca nghĩ làm nơi hãng em tôi đã lâu, hắn nói gạt với con bé rằng, cậu ba tức em trai tôi vừa mua cho cháu hai con chó đó là điều mà con gái tôi rất thích. Ca khứ sẽ dẫn bé đi xem. Con bé được dẫn đến một gian phòng u ám dưới tòa lầu, bị ca lấy dây trói lại và giết chết. Sau đó hắn lùng sụp trong nhà chúng tôi, lấy đi chi phiếu hơn 16 dạng dân dân tệ, khoảng gần 500 triệu tiền Việt Nam. Hôm sau, lúc hắn đi lãnh tiền thì bị bắt. Còn con gái tôi thì ra đi vĩnh viễn không trở về. Cái chết của con tôi khiến người nhà và bạn bè vô cùng phẫn nộ. Chồng tôi nhiều lần phát biểu, phải bắt hung thủ và trừng phạt để hắn sống không bằng chết. Một số bằng hữu ở viện kiểm sát cũng bảo tôi là ca ở trong tù đang thọ đủ dày dò, nhưng điều này cũng không an ủi được tôi. Xong tôi tuyệt không dám có chút niệm oán hận vì tôi biết chính niệm thiện lành của mình là sự tiễn đưa tốt nhất dành cho con. Trước di thể con gái, tôi dặn dò nó. Con ơi, con đừng oán hận cái hại mình nhé, vì niệm oán hận sẽ khiến con đoạn lạc. Vì nếu lòng con mang theo niệm oán, thì con sẽ vô phương sinh vào cõi hạnh phúc. Bởi tôi luôn khắc ghi trong lòng từ bi là phương thuốc cực hay quá giải khẩn thù, mà cách hay nhất giải quyết rốt ráo thống khổ nhân sinh chính là thực hành Phật Pháp. Em trai tôi trong cơn phẫn nộ đã phát thệ, sẽ giết chết toàn gia khung thủ để báo thù cho cháu. Nghe vậy, tôi vội khuyên em, tất cả đều là nhân quả, phải buông lòng tù khẩn đi thì tâm mới có thể an. Chuyện cần làm bây giờ là hành nhiều thiện nghiệp để mang lại lợi lạc cho người mất. Nếu như vì cháu mà cậu làm thương hại nhiều người, thế thì chỉ khiến cháu tăng thêm nghiệp tội. Nếu cậu chịu buông niệm oán thù ngay đây, thì đời đời kiếp kiếp oán kia không kết nữa. Em trai cuối cùng cũng chịu nghe tôi khuyên, nhờ vậy mà tránh được cuộc hỗn chiến báo thù. Do khung thủ còn hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi, nên phải xử án y theo pháp. Ngài phán quyết xảy ra đúng vào ngày mùng 8 tháng 4, tức ngày khánh đảng Đức Phật Thích Ca. Tôi chân thành cầu Phật quá giải mối cựu oán này, khiến hung thủ trong những năm tháng còn lại có dịp may biết đến Phật Pháp, được cứu rỗi và thoát khỏi ác quả bị giết. Người luôn may mắn thường tưởng rằng giận rủi ở rất xa mình. Thế nhưng mưa dù có lác đác xa tít trên trời cao thì rút cuộc rồi cũng rớt xuống tới đầu bạn. Sự bất hạnh của con gái khiến tôi thầm thể ngộ lý vô thường và càng kiên định ý muốn buông bỏ tất cả để tinh tấn tu. Lúc đó nguyện vọng duy nhất của tôi là mong con gái mất đi của mình có thể chuyển thế quay trở lại với tôi vì tôi rất muốn tất cả thân quyến được tận mắt chứng kiến cảnh luân hồi ngày chính trong gia đình tôi và luôn hy vọng rằng những người có duyên cùng tôi trải qua kinh nghiệm này đối với phật pháp sẽ sinh khởi tính tâm và thu hoạch giải thoát tôi nghĩ hữu cầu tất ứng chỉ cần có tâm thành tôi tin chư phật bồ tát từ bi nên âm thầm lên kế hoạch để thực hiện nguyện ước trong mắt mọi người con gái tôi đã vĩnh viễn ra đi riêng tôi thì không ngừng cầu nguyện và nuôi hy vọng tôi luôn tự nhủ thầm xem như bé chỉ tạm thời viễn chu rồi con sẽ mau chóng quay trở lại với mẹ thôi nương vào niềm tin mãnh liệt này tôi dốc sức tu tập thành tâm cầu tam bảo gia trì nhất quyết biến chuyện không thể trở thành có thể xảy ra Tôi nhớ trước khi tai nạn phát sinh, chính linh tính đã khiến tôi cảm thấy trong lòng nóng ruột bất an. Nên tôi có tâm sự cùng cô bạn. Trong nhà cô này có một ống xăm quan đế do tổ tiên để lại. Nghe nói vô cùng linh nghiệm. Vì vậy tôi dội vàng đi theo đến nhà cô bạn. Cô lấy ống xăm từ trong tủ thờ Phật ra. Sau khi tôi rửa tay tắp hương, chí thành bái chính lễ, rồi thì cẩn trọng rút xăm. Nhằm thẻ số chính Tên thẻ là Nhập Hải Cầu Châu, nghĩa là giàu biển Cầu Châu. Sách giải xăm là hàng chữ ghi sắc đẹp. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu đầu là Khai Hoa Hạp Phùng Tuyết. Dân dân, tiếp theo nội dung giảng đại khái là Trong nhà có họa phát sinh, quỷ thần không hộ trì, gặp nhị ma dân dân. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu được huyền cơ ẩn ý trong quẻ xăm nhưng giờ đây sau khi sự việc xảy ra rồi tôi mới minh bạch hết câu đầu trong quẻ xăm ghi là ám chỉ tên con gái tôi bởi chồng tôi họ tiếc tính theo hài âm thì tuyết cũng là tiếc con tôi tên thanh phi hàm nghĩa là hoa cỏ còn nhị ma là chỉ hung thủ sát hại con tôi gồm có hai người cho dù sau đó chỉ có một tên ra thú nhận gánh hết trách nhiệm song tôi luôn biết rằng chị của hung thủ cũng đã phụ giúp hoặc xua bẫy việc này. Tôi nhớ mãi chuyện này, nhưng đã quyết định là không truy cứu. Lò ma chay cho con sông. để thoát khỏi cảnh cũ khơi gợi lại nỗi sầu tử biệt, nên sẵn dịp chồng tôi được phái đến Nam Phương công tác, tôi cũng đi theo. Tại núi Liên Hoa Quảng Châu, có tôn tượng Bồ Tát Quan Âm cực to, đứng trên cao nhìn xuống. Tôi ngẩng đầu chiêm ngưỡng dung nhan từ bi của Ngài. Bất giác lệ tuôn như mưa. Tôi thầm cầu nguyện. Kính thưa Bồ Tát, vì con ngu si tạo nhiều ác nghiệp, đến nay nghiệp trổ, khiến con bị mất đi đứa con gái trân quý. Giờ con không biết cháu lưu lạc tại phương nào. Xin Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giúp con tìm được con gái, đem cháu quay trở lại với con khấn xong tôi kính cẩn thắp ba cây khương dâng lên ngài chăm chú nhìn khói lan tỏa thầm có cảm giác như bồ tát đáp ứng lời thỉnh cầu khi lên xe trở về quảng châu tôi đột nhiên nảy ý muốn đến chùa nam phổ đà ở hạ môn tổ chức đại lễ siêu bạc cho con tại chùa nam phổ đà lúc tôi làm lễ cầu siêu thì đã là tuần thất thứ ba xem như cháu ra đi được 21 ngày. Trong suốt quá trình buổi lễ, tôi rất chuyên tâm nhất ý, chí thành cầu nguyện. Bồ Tát quan Thế Âm, con xin gửi cháu bé cho Ngài. Từ nay về sau, con sẽ xem con thiên hạ như con mình, học theo gương Ngài, yêu thương mọi chúng sinh. Nguyện thiện tâm con sẽ giúp cho con gái con và các bé hiện hữu được hạnh phúc, không còn phải thọ thống khổ nguyện các bậc cha mẹ đều phát tâm tu dứt ác hành thiện từ đây vĩnh viễn không bị nỗi khổ mất đi con cái vì hỏa ương suốt thời gian con gái mất tôi buông tất cả cũng từ chối hào ý cơ quan thăng chức cho mình hàng ngày nhiếp tâm tụng niệm lo công phu sớm tối pháp sư tịnh không từng giảng về liễu phàm tứ quấn đã đem lại khai thị rất lớn cho sự tu hành của tôi Tôi quyết định sống theo tinh thần tích phúc hướng thiện, luôn tu sửa mình để thay đổi cuộc đời. Phật là thiên nhân sư. Muốn tu tập Phật Pháp thì phải hành giống như Phật đã sống và làm gương cho chúng sinh. Phật Pháp không phải là hệ gặp thống khổ thì bị sốc và trầm mê trong đó, cũng chẳng thể mềm yếu chán nản tránh đời. Người tu hành tốt thì phải khéo sửa đổi bản thân và vận mệnh chính mình và chứng minh cho mọi người thấy phật pháp chính là diệu pháp để người hiểu rằng phật pháp không những có thể dẫn dắt chúng sinh vào con đường giải thoát rốt ráo mà còn có thể giúp chúng sinh trong kiếp sống tạm hiện đời này thu được an lạc chính nhờ nương vào nguyện lực này nương vào giá trị của chư phật bồ tát mà tôi nỗ lực tự giải thoát mình ra khỏi vực sâu đại thống khổ vì mất con và thường xuyên theo dõi quan sát tâm niệm mình. Hệ giọng niệm buồn khổ vừa sinh khởi, thì tôi lập tức cắt đứt ngay, không cho tiếp tục. Nhờ vậy mà tôi tiến vào trạng thái tu tập của một hành giả sơ cấp, có thể huấn luyện tốt thân tâm. Vì muốn biết con gái sẽ chuyển sinh trở lại như thế nào, tôi làm theo phương pháp của một cư sĩ đã chỉ. Hằng ngày lễ bái tụng niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Phương. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi chỉ thành cầu nguyện ngài gia trì cho tôi nằm mơ thấy con gái lần đầu tiên nằm mộng thấy con bé tôi không nhớ là nó đã chết thì nó giờ đang thuộc gia đình khác hoàn cảnh sinh sống xem bộ rất tốt nhưng dường như nó bị nhiều người bao quanh quản lý không tự do nên tâm tư không được vui thế vậy lòng tôi rất buồn tôi liền lập cách giúp nó đào nạn Cuối cùng, nó ngồi lên một xe khơi nhỏ màu hồng và chạy thoát được. Còn có mấy lần tôi nằm mơ, đều thấy nó sống nhờ ở một nơi khác, vô phương trở về. Thời gian trong mộng rất ngắn, hơn nữa khoảng cách ranh giới giữa hai cõi có vẻ như rất xa. Có lúc tôi mộng thấy nó giống như bao đứa trẻ lạ lưu lãng đang chơi đùa cùng nhau. Con gái tôi qua đời được 60 ngày, thì tôi mộng thấy cùng nó đi tham dự một lễ cưới. Nơi này không có ánh sáng, cảnh rất âm u, giống hệt như Thái Dương đang bị mây đen che phủ dày mịt dậy. Là đám cưới ai thì tôi không rõ. Chỉ thấy chung quanh có rất nhiều người đang bận rộn chuẩn bị, nhưng tôi không quen họ. Một người trưởng khu vực, có thân phận giống như là thành hoàng, sắp tôi và con gái mang lễ phẩm là những búp bê bằng giải đem đến cho người kết hôn khi đó trong tay tôi cầm một búp bê nữ lớn hơn búp bê nam con tôi đang cầm hình như hai chúng tôi đến muộn nên thấy xe cưới đi ngang qua tôi liền quay sang người bên cạnh hỏi thăm địa chỉ người này chất vấn ngược lại tôi nhà ấy họ gì tôi rất sợ mình quên nên một bề cố nhớ ráng cắt ghi vào lòng và thuận miệng nói ra Họ thôi. Người đó liền đưa tay chỉ phương hướng và bảo, chính là chỗ này. Tôi và con gái lập tức đến đó, nhưng chỉ thấy một tấm màn màu hồng và con gái tôi một mình tiến vào đó. Sáng ra tỉnh dậy, nội dung giấc mộng tôi vẫn nhớ rất rõ, nhất là lời đáp họ thôi. Tôi vĩnh viễn khó mà quên. Tôi bàn kể chuyện mộng cho vị cư sĩ hướng dẫn mình nghe nhưng không hé răng thố lộ với ai khác. Vì sợ nếu bí mật bị tiết lộ sẽ làm chứng ngại sự chuyển thế đầu thai của con. Vì muốn kiểm chứng việc con gái mình chuyển thế ra sao, tôi vội tìm đến anh bạn thời đại học. Nghe đồn cháu trai anh có khả năng thông linh. Lúc đó đối diện tôi chỉ là một cậu bé khoảng 12 tuổi. Tôi không hề hoài nghi khả năng của cậu bé nên không cần thăm dò kiểm tra chi. Tôi đưa hình con gái mình cho cậu xem, bảo rằng nó đã chết và hỏi cậu bé: "Con tôi hiện đang ở đâu, sống thế nào rồi?" Cậu rất bình tĩnh đáp: "Tại thiên đạo, không ưng bụng lắm, vì cô bé rất muốn trở về." "Vậy bé có thể về không?" "Có thể, vào tháng 4 hoặc tháng 6 năm sau." Cậu còn bảo tôi, lúc quay về sẽ là bé gái Tôi lại hỏi, khi bé trở về làm sao tôi biết được? Bé sẽ tự báo cho bà. Lúc đó là cuối thu năm 1996. Không bao lâu tôi lại nằm mơ thấy con bé, nơi tôi đứng giống như bên miệng hang mà bên trong lại là một cõi giới khác. Dưới đó con gái tôi đang đi qua một cây đại thọ. Nó mặc bộ đồ nhung màu xanh lá cây đậm, trông rất khí hững. Đây là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy con bé vui vẻ. Bé vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè. Tôi kêu bé nhỏ nhỏ vì sợ người khác nghe được. Hình như bé biết là tôi đang đợi. Tôi vội bồng bé từ dưới đó lên, thì thấy một em bé nữa. Tôi không đành bỏ mặt, nên lại đưa tay ra kéo thằng bé này lên luôn. Ngay khi đó bỗng có người ngăn lại bảo. Bà kéo bé gái vừa rồi lên thì ta không quản nhưng lại đem tiếp bé trai này lên nữa thì không được tôi liền năn nỉ xin hãy cho thằng bé được cứu lên luôn thể người nọ hình như rất tôn trọng tôi liền im lặng cho phép tôi thừa dịp kéo thằng bé ấy lên